Xin chào quý các bạn đã đến với kênh YouTube. Sau chuyến bay kéo dài hơn 7 giờ đồng hồ, nhóm đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Doha, Qatar. Theo lịch trình, nhóm thứ hai gồm các thành viên còn lại của U23 Việt Nam khởi hành từ Hà Nội lúc 19:30 hôm nay và sẽ đặt chân tới Doha, Qatar vào lúc 23:30 giờ địa phương, tương đương với 3:30 sáng ngày 19 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Các anh chị bên đại sứ quán ạ, hay là hồi là bên cộng đồng người Việt mình ở đây ạ? Tại sân bay, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier đã nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của đại diện đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Qatar. Tại Doha, đội tuyển U23 Việt Nam được ban tổ chức bố trí ăn nghỉ tại khách sạn Crowne Plaza. Đây là một trong những khách sạn rất tiện nghi và từng là nơi đóng quân của nhiều đội tuyển trên thế giới. Khách sạn Crowne Plaza cách sân bay quốc tế Hamad khoảng 20 cây số. Khoảng cách di chuyển giữa khách sạn tới sân bay Al Ahly, nơi sẽ diễn ra trận đấu với U23 UAE là 7 km. Cách sân Al Gharafah, nơi diễn ra trận đấu với U23 Iraq chừng 12,5 km. Đội cũng sẽ ở cùng với khách sạn với U23 Thái Lan, đại diện Đông Nam Á khác tham dự giải đấu này. Cần nói thêm, chi phí phòng tại khách sạn Crowne Plaza Doha West Bay ở thời điểm này là khá hợp lý khi dao động từ 2,3 đến 2,4 triệu một đêm cho phòng 2 người. Đây cũng là một con số dễ chịu hơn rất nhiều so với thời điểm World Cup năm 2022 diễn ra vào cuối năm ngoái. Ở thời điểm ấy, chi phí một đêm tại khách sạn này có thể lên tới 10 triệu đồng cho phòng tiêu chuẩn dành cho 2 người. Được biết thì đội tuyển U23 Việt Nam với nhóm đầu tiên đã dùng bữa rất ngon miệng được chế biến bởi đầu bếp người Thái Lan và tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục thể trạng. Các cầu thủ sẽ có buổi tập gym thư giãn gần cốt tại khách sạn. Ngày mai, sau khi hội tụ đủ quân số, toàn bộ sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên đất Doha, Qatar, chuẩn bị cho giải quốc tế U23 Doha Cup. Giải đấu này có sự góp mặt của 10 đội tuyển U23, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Iraq, UAE, Kuwait, Kyrgyzstan, Oman, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc và chủ nhà Qatar. Các đội sẽ được chia cặp để đá 2 trận ở vòng bảng, sau đó phân hạng dựa trên thành tích để xếp cặp đấu ở lượt cuối cùng. Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Iraq vào lúc 2:45 ngày 23 tháng 3 theo giờ Việt Nam và gặp U23 UAE vào lúc 0:30 ngày 26 tháng 3 theo giờ Việt Nam ở vòng đấu bảng. Thời điểm diễn ra giải U23 Doha Cup chung với tháng lễ Ramadan của người đạo Hồi. Trong tháng lễ này, tất cả các tín đồ đạo Hồi đều chỉ ăn uống sau khi mặt trời lặn. Đó cũng là lý do tại sao các trận đấu diễn ra vào khung giờ muộn như vậy. Để thích ứng với khung giờ thi đấu này, huấn luyện viên Philippe Chuzier cũng đã chủ động cho các học trò làm quen bằng cách tổ chức các buổi tập vào tối muộn trong thời gian tập huấn ở Việt Nam. Trước khi sang Doha, Qatar, huấn luyện viên Philippe Chuzier đã có cuộc trò chuyện với 23 tuyển thủ U23 Việt Nam. Theo nguồn tin có được, ông thầy người Pháp nói, đây là một giải đấu mà chúng ta không chịu sức ép phải đoạt chức vô địch cho bằng được. Giải giao hữu này có giá trị rất lớn với chúng ta, nhất là trong bối cảnh trước SEA Games 32, U23 Việt Nam sẽ không còn thêm một giải đấu quốc tế nào nữa để cọ sát. Vậy nên, tất cả đều phải thực hiện theo sự nỗ lực, thể hiện được tối đa khả năng của mình.